Hello và welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thuần loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Tung một ra. Let's go. Oh my god, chết cả lại rồi. Để em tao lừa rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Postmaster. Player one, choose. Mình sẽ chọn anh chàng này.
xem có xa không. 31 mét, màn này thấp, số 3 đi, số 3 là hơi cao. Phùng âm 3 ở dưới chân, cái này tầm 1-2, âm 2 hoặc âm 1. Oh my god, cái này khoảng 1 thôi, 1 là 0. Mình cũng chọn anh chàng học sinh này, Jim gặp Y. Wow. Oh my god. Wow. Màu xanh ta xảy đi. Oh my god. Quả này chắc chắn phải trúng, không là mình sẽ thua ngay. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ ba. Hello Slayball. Thì let's go. RCT1. Ok, đây là một tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này thì các bạn phải vào. Sau đó thì đầu tiên các bạn sẽ phải đi theo quả bóng. Khi đi theo quả bóng các bạn mới biết được là nguyên nhân làm sao để các bạn chơi được game này. Đó chính là ông ta đánh đập một đứa trẻ, sau đó ông ta rút đứa trẻ nó vào trong một ngôi nhà. Nhưng mà khi phần 1 các bạn tìm kiếm thì không có gì cả, và bị ông ta bắt mất ở cuối phần 1. Còn phần 2 thì các bạn phải thoát được khỏi ngôi nhà của ông ta. Phần 3 thì các bạn sẽ phải chơi trong giấc mơ của các bạn. Let's go. Và các bạn phải đợi ở đây. Ông ta đi ra vườn của ông ta.
đây là chiếc chìa khóa màu đỏ, đó chính là chiếc chìa khóa để các bạn mở cánh cửa. Ok, mình đã vào trong căn hầm của ông ta rồi. Bây giờ mình sẽ tiến sâu bên trong. Rồi, bật cái này lên. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang thứ tư. Escape Matter. Go, go, go! Xây dựng thêm thêm màu hồng lên. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 5, Monster Dust. Let's go. Monster Dash, back from the dead. Rồi, let's go. Sụp quất Hollow 2. Chứng tỏ bà lão vừa rồi trang điểm rất là giòn. Từ một bà lão già xấu xí trang điểm thành một cô gái rất là xinh đẹp. Và khi tắm xong mới lộ được bản chất thật của bà ra. Biến thành con hai cẩu rồi. Nếu các bạn không để anh ta biến thành hai cẩu, các bạn sẽ bị anh ta cắn chết. Cần bộ vàng khác đây. Này các bạn sẽ di chuyển chiếc xe này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, con Tux 2. Đây là một tựa game bắn súng khá là hay. Let's go. Beach Chandler, College Stars, Give Free. Ok. Chandler Bill. Chưa đủ tiền để mua khẩu súng này. Wow, rất là đông lính luôn. Không biết có tiêu diệt được không. Shoot that guy. Get down.
Oh, 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 mua được ấy rồi, không biết có trụ được không. Phải mua cả thêm máu thì các bạn mới thành công được. Bởi vì một cái cửa map rất là khó, rất là đông người. So, ok. Let's go. Đây là tụi em tổng lái xe. Cũng rất là hay. Ở đây các bạn chạy 30 km. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.